Thưa quý vị, dù đóng góp tới 6% sản lượng gạo toàn cầu, nhưng hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức không nhỏ về biến đổi khí hậu, hạn hán, nhiễm mặn, thiếu hụt lao động. Làm gì để gia tăng chất lượng gạo Việt, giữ vững uy tín trên thị trường mà vẫn đảm bảo được an ninh lương thực, xuất khẩu? Trước thách thức này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với các tổ chức quốc tế, trong đó có Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRI đã hỗ trợ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long canh tác lúa gạo bền vững theo mô hình một phải năm giảm và hướng tới đạt tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững quốc tế. Thực hành này trên cánh đồng đã đem lại hiệu quả ra sao? Ngay sau đây chúng tôi sẽ cùng mời quý vị theo dõi qua phóng sự sau đây. Cánh đồng lúa này đã đến ngày cho thu hoạch. Lúa nặng chữ bông, mật độ sâu bệnh thấp. Ước tính năm nay, lúa áp dụng mô hình 1,5 giảm và tiêu chuẩn SRP kết hợp với san phẳng laser và cấy máy sẽ tăng 200kg một hecta, tăng từ 25-30%. Lợi nhuận tăng lên khoảng 3 triệu đồng một hecta so với phương thức canh tác truyền thống. Trước đây thì tôi đầu tư rất là nhiều, giống thì tôi xả ít nhất là cũng phải 180kg một hecta. Nhưng mà khi áp dụng cái 1,5 giảm SRP thì năng suất, cái lượng giống tôi giảm chỉ còn có từ 80-100kg thôi. Nếu mà tôi xả hàng, còn nếu mà tôi cấy thì có 60kg thôi. Rồi cái phân thì tôi giảm gần phân nửa. Rồi thêm cái thuốc bảo vệ thực vật thì tôi không có sử dụng thuốc trừ sâu. Tôi chỉ sử dụng 2 lần thuốc trừ bệnh lên, tôi giảm rất là nhiều. Sự áp dụng các cái thực hành và tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững toàn cầu gần đây đã được phát triển mạnh ở đồng bằng sông Cửu Long, là một phần là nhờ vào sự đóng góp rất là quan trọng của Viện Nghiên cứu Lúa Gạo Quốc tế IRI thông qua các cái dự án như dự án thu hẹp khoảng cách năng suất lúa gạo và giảm tác động môi trường châu Á, gọi là CORIGAP, do tổ chức phát triển Thụy Sĩ gọi là SDC tài trợ, và dự án tái cấu trúc nông nghiệp bền vững Việt Nam gọi là VNSAT đã được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới. 1,5 giảm là phương pháp thực hành tốt sản xuất nông nghiệp, trong đó 1 phải là sử dụng giống xác nhận. 5 giảm bao gồm giảm giống, giảm phân, giảm thuốc bảo vệ thực vật, giảm nước và giảm tổn thất sau thu hoạch. Đến nay, sau 5 năm đi vào triển khai, khoảng 150.000 hecta của 800.000 nông dân đã được áp dụng phương pháp này. SRP là tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững toàn cầu, đạt mục tiêu tăng lợi nhuận, giảm ô nhiễm môi trường và phồn vinh xã hội. Tiêu chuẩn này bao gồm 8 hướng dẫn thực hành cho quản lý giống, nước, đồng ruộng, phân bón, dịch hại tổng hợp, sức khỏe và an toàn lao động, cơ giới hóa và sau thu hoạch, và quyền lao động. Nếu như nông dân nào mà thực hành tốt, bảo vệ được sức khỏe của mình do là giảm thuốc rồi đó, thì nông dân được liên kết với doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ thu mua cộng thêm khoảng 100 đến 150 đồng một ký kg lúa để cho chia sẻ lại, trả lại cái công của nông dân mà thực hiện đúng với cái yêu cầu tiêu chuẩn của doanh nghiệp. Các chuyên gia của IRI họ sẽ tính toán trên cái cơ sở khoa học và họ đưa ra những cái khuyến cáo có những cái thông số cụ thể và rất thuyết phục. Kết hợp với lại các cái chương trình khuyến nông của Việt Nam thì cho thấy rằng là sự phối hợp này nó mang lại nhiều cái cơ sở về lý luận hơn cho các cái chuyên gia, cho các cán bộ và khuyến nông cũng như cho bà con nông dân. Hệ thống khuyến nông Việt Nam coi 1,5 giảm là một trong những cái phương thức thực hành tốt để góp phần giảm cái chi phí đầu vào trong sản xuất lúa gạo. Chúng tôi sẽ tích cực tăng cường phổ cập cái phương thức thực hành này đến bà con nông dân nhằm góp phần vào sản xuất lúa bền vững ở Việt Nam. Để có thể tham gia vào thị trường lúa gạo toàn cầu, đặc biệt hướng tới thị trường xuất khẩu khó tính như Mỹ hay EU, ngành lúa gạo Việt Nam sẽ phải đạt được tiêu chuẩn sản xuất lúa gạo bền vững toàn cầu SRP. Các thực hành tốt 1,5 giảm được xem là một bước đệm quan trọng thúc đẩy việc tiến tới tiêu chuẩn SRP thông qua đào tạo nhân lực và trình diễn thực tế trên cánh đồng, đã phần nào đáp ứng được thị trường gạo chất lượng cao và sạch.